Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào chị. Rồi, chào chú. Dạ. Trước tiên là coi như là gửi lời chào chú. Chúc chú như là luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi sau nữa là xin chào cộng đồng mạng. Một lời chào thân thương nhất. Rồi, cảm ơn chị. Rồi chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của chị luôn ha. Tôi tên Lê Thị Hương, sinh 1961. Lê Thị Hương sinh năm 1961, năm nay chị Hương 63 tuổi ha. À đúng rồi. Chị Hương đến từ đâu nè? Tôi đến từ Gia Lai. Rồi chị Hương nè, chị có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không? Tôi đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân chị Hương yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Tôi đồng ý. Chị Hương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của chị ha. Tôi đồng ý. Rồi chị Hương nè, hiện nay tình trạng hôn nhân của chị như thế nào chị Hương? Tôi thì hiện tại thì độc thân vì chồng tôi mất đây mấy năm rồi. Mất mấy năm, anh với chị có người con nào không? Có được 4 người con. Dạ. Hiện nay chắc lớn hết rồi chị Hương ha? Đúng rồi, coi như là 4 người con là có gia đình hết rồi. Ở Gia Lai là chị Hương đang ở nhà của chị luôn hay là nhà của ai? Không, ở Gia Lai thì tôi đang ở nhà thuê. Thuê để bán quán. Tắt chị. Tắt cái tiếng nhạc cho mẹ. Bán quán quán. Bán quán cơm á. Bán sáng, bán cơm trưa. Chị mướn mặt bằng chị bán hả? Đúng rồi, mướn mặt bằng bán. Còn nhà là cách đây mấy trăm mét á. Thì do nằm trong lô 2. Nhưng mà chị vẫn có nhà đúng không? Đúng rồi, nói chung không, nhà là nhà chị của con thôi. Chị có tắt giùm em luôn đi chị. Tắt tiếng nhạc giùm em đi, còn không thì chị có thể tắt máy luôn hay là chị nghe đi rồi. Không thì tắt máy giùm em luôn nha chị. Chị nơi cầm cái điện thoại cho bà nội đi. Rồi chị bán như thế cuộc sống nó có ổn không chị Hương? Nói chung là nếu mà mình mua bán thì chỉ lo cho mình thì vậy là ổn. Tắt con. Vậy là ổn, không có gì. Còn con cái thì có phòng của con cái rồi, còn mình thì tự lo cho mình được. Chị Hương cao bao nhiêu nè? Cao 1 mét ha. Cao 1 mét 58. Ổn quá chị. Chị có thể kêu các cháu nó giữ yên lặng giùm ha. Vin ơi, muốn tắt cái đó cho bà nội đi. Tắt hết đi. Nhanh lên, lát nữa rồi ấy lại nha. Đặt rồi xíu lại. Chị nói chị nặng bao nhiêu? Nặng 62 kg. Cao 1m58, nặng 62 kg. Chị Hương, cuộc sống hàng ngày chị có cái ưu điểm, khuyết điểm gì không? Cũng bình thường thôi, chứ còn ưu điểm thì cũng không có nhiều, nhưng mà khuyết điểm thì sống bình thường, chứ còn ưu khuyết gì cũng không có để ý tới, thành cho nên là cũng chẳng biết được. Chị không biết cái điểm mạnh của con người chị là cái gì luôn hả?
điểm mạnh á thì nói chung là mình là phụ nữ nhưng mà đều mình cũng có cái tính là mạnh mẽ vậy thôi. Mọi việc là có thể làm được hết. Còn điểm yếu, điểm yếu là cái gì? Điểm yếu là thì thương con thương cháu vậy thôi. Chứ còn hay giúp đỡ bạn bè. Thương con thương cháu hay giúp đỡ bạn bè, đó là cái, nó cũng là cái điều tốt mà nó là cái điểm mạnh mà, làm đâu có phải điểm yếu. Điểm yếu thí dụ như là chị có gì là hay buồn hay hờn mát hay là giận hay là nóng tính, thí dụ vậy, cái đó là điểm yếu. Còn những cái chị giúp người, chị thương con cháu, nó cũng là cái ưu điểm mà. Thì nói chung là không mình thì tính mình rất vui vẻ, không có cái gì, coi như chung là không không giận ai lâu, mà cũng không có hay thế này thế nọ. Rồi. Chị Hương xem Mảnh ghép yêu thương lâu chưa? Tôi theo dõi từ năm ngoái, nhưng mà nói thiệt là lần đầu tiên tôi theo dõi thì có một thời gian là thấy kênh của chú thấy nó hơi lộn xộn, Xộn ở chỗ nào chị? thấy lộn xộn là không biết phải kênh của chú hay là kênh của nào, mà thấy cứ lên mạng rồi người này rồi ưng người kia rồi xong rồi cưới hỏi xong rồi rồi lại lên cái là đem đưa lên mạng rồi kiểu như là chia tay rồi y xèo đó. Có một thời gian tôi theo mà không biết phải là kênh của chú không. Cái đó thì chị xem nhầm rồi đó chị. Chị đó chị xem Vậy là tôi nhầm. Mảnh Mảnh ghép yêu thương nhiều mà chị xem rồi, chị lộn rồi đó. Tại vì rất là nhiều kênh kết nối á chị. Đúng rồi, nhưng mà xong rồi sau này mới coi như tôi cũng theo dõi nhiều kênh, nhưng mà kênh của chúng tôi theo nhiều nhất, nhưng mà có đúng là có thời gian theo và coi cái những cái kênh đó tự nhiên thấy nó cũng cũng sao thấy nó không ra sao, coi như là cũng bẵng đi thời gian rồi, giờ nó bắt đầu đầu năm nay bắt đầu cái theo dõi lại. Cái kênh Mảnh ghép yêu thương này chị xem từ đầu tới cuối thì không có những cái chuyện đó chị ha. Chị xem nhầm rồi đó. Nếu mà coi như nếu mà nhầm thì tôi xin lỗi như vậy thôi, chứ còn thiệt ra tôi coi thì tôi nghĩ là nếu mà nhầm lẫn thì xin lỗi chú vậy thôi. Không có gì, thì cái đó là cũng là cái lẽ thật thôi mà, góp ý thôi, nó là cái vấn đề tốt. Góp ý để tụi em hoàn thiện hơn, nó là vấn đề tốt mà. Thấy làm chương trình đây là tốt hơn nhiều vậy thôi. Trời, hôm nay chị Hương nè, chị gọi đến cho chương trình Mảnh ghép yêu thương, chị muốn Mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị? Thì tôi cũng muốn mảnh ghép coi như là giúp cho tôi coi như là gặp được một người, thì nói chung là với cái tuổi này rồi thì cũng không cần phải giàu hay nghèo gì hết, bây giờ nói nó cuộc đời năm nay là coi như là hơn được cuộc đời rồi, nếu mà nó giàu hay nghèo thì bây giờ ra đi thì nó cũng chỉ là hai bàn tay trắng thôi. Như nên là với tôi thì tôi chỉ với người nào chỉ cần kinh tế nó ổn định một tí đó là sống với nhau hết quãng đời còn lại vậy thôi, chứ còn không cần phải cầu kỳ hay như thế nào hết. Kinh tế ổn định chút. Kinh tế ổn định chút có nghĩa là ví dụ bây giờ tôi nói với chú là cái thời trẻ thì khi mình có chồng thì dĩ nhiên là cũng phải nhờ chồng, chú nghĩ đúng không? Thì bây giờ này mình già rồi thì là phụ nữ mà, có nghĩa là khi mình có chồng là mình cũng phải lớn tuổi rồi thì bây giờ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, có nghĩa là kinh tế ổn thì hai vợ chồng già không phải lo nghĩ nữa, chỉ sống với nhau lo nhau những lúc ốm lúc đau thôi, chứ còn nếu mà nó có chồng mà còn phải coi như là lo bôn ba nữa bon chen nữa thì mình ở vậy thì vẫn ok hơn đó. Ý của chị Hương là muốn thí dụ như kiếm cái nửa mảnh ghép còn lại là cái anh đó cũng phải tự lo được cho bản thân ảnh, phải không? Không có là gánh nặng của nhau hay là sao? Ý của tôi là tôi chỉ như vậy, ví dụ như là anh đó cái người đó là kinh tế ổn định thì nếu mà có lương hưu càng tốt, không thì nếu kinh tế ổn định thì không cần gì nhiều hết
ăn uống thì nó cũng bình thường thôi, chứ cũng không có gì cầu kỳ. Có nghĩa là cũng lo được cho nhau, có nghĩa là ví dụ bây giờ đã có vợ thì phải lo được cho vợ đó. Rồi cái Còn chị muốn là anh đó có kinh tế ổn định là có thể lo được chẳng và lo luôn cả cho chị đúng không? đúng rồi Ừ. Rồi cái nhà chị có muốn anh đó có nhà không? thì dĩ nhiên là cũng có, dù là nhà nhà lớn nhà bé cái chuyện đó không thành vấn đề, mà miễn có cái nhà là được. Có cái nhà kinh tế ổn định lo được cho chị nữa là Đúng rồi, ha. Rồi chị có muốn anh đó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không? thì cao thì chỉ cao hơn một tí là cũng được rồi, 60 65 gì đó, một 1m60 65 gì cũng được đó. Người thì cứ khỏe mạnh là được. Rồi như giờ cái quan trọng nhất là cái độ tuổi nè, chị chọn độ tuổi anh đó từ độ tuổi mấy tới mấy? Năm nay là chị 63 nè. Thì cứ là từ 60 trở lên mà 70 trở xuống đi, như vậy đi. Rồi từ 60 tới 70 ha. Đúng rồi. Rồi anh đó từ 60 70 phải có nhà có kinh tế ổn định để lo được cuộc sống cho chị Hương nó được chu toàn ha. Đúng rồi. Chị có thích anh đó bia rượu không? Không, nói chung là tôi đã qua một đời, coi như là chồng trước tôi là mất là cũng vì rượu, cho nên nếu mà người đó có nghĩa là có, chứ đừng nên mà coi như là nghiện là được, có nghĩa là còn mình không thể cấm, nếu mà người ta có thì không thể cấm được, nhưng mà đừng có nghiện. Có cũng được nhưng mà đừng có nghiện, đừng có lầy lội ha. Đúng rồi, có nghĩa là xã giao lúc mà ví dụ họ là bạn là bè, là cái chuyện xã giao là chuyện đương nhiên. Yeah. Rồi anh đó cà phê thuốc lá mỗi ngày rồi chị có chịu không? À cái đó thì bình thường, cái đó là bình thường. Rồi à, chị thích cái anh đó là người vùng miền nào? À, bất cứ vùng miền nào cũng được hết, Trung Nam Bắc gì đều được hết, cứ miễn làm sao con người sống tôn trọng nhau sống, biết sống với nhau, cái coi như là biết cư xử với nhau, chứ còn đừng có cái thói gia trưởng là được. Thường thường Không là gia ví trưởng dụ không chỉ như thường thường ví dụ như các anh mà có họ có sự nghiệp ổn định đó, rồi có nhà mà chị về chị sống với ảnh, ảnh lo cho chị tới trọn đời, đương nhiên là em thấy hầu như là sẽ có một chút ít gia trưởng đó. không, nói vậy chứ gia trưởng á là có nghĩa là ví dụ như là mọi mặt là họ quyết hết, chứ là coi như là mọi mặt là quyết hết, nhất nhất là phải theo họ, là cái đó là gia trưởng. Còn nếu mà cùng nhau biết là phải thì nên có người nào phải thì nên theo người đó, chứ còn mà nếu mà nhất nhất như ngày xưa như ông bà xưa thì là không để được. Vì sao như nói chứ cái tuổi mình bây giờ cũng lớn rồi, không thể để cho người khác và coi như họ áp đặt mình được, có nghĩa là chăm lo nhau, sẵn sàng là như nội trợ thì tất cả là chăm nhau, thì cái đó là mình sẵn sàng Yeah. còn tôn trọng nhau, có nghĩa là đừng có áp đặt và đừng có thế này thế nọ là được. Chứ còn lớn tuổi rồi mà bây giờ mà còn áp đặt hoặc là phải như thế này thế kia thì không nên. Rồi chị Hương nè, các con chị có ở gần chị không? Có coi như là bốn tôi có bốn đứa con trai, mà hai đứa con trai thì ở gần đây, còn hai đứa thì ở ở cách đây, một đứa cách đây là hơn 100 cây, còn đứa thì ở ở ngoài quận Bình là Các con chị có thường về thăm chị không? Thường xuyên chứ. Hai đứa ở đây thì nó cũng là tài xế xe đường dài, đường Gia Lai Sài Gòn. Còn cái thằng lớn nhất là ở dưới huyện cách đây hơn 100 cây là thỉnh thoảng nó vẫn về. Ở như công việc mà, chỉ có công việc gì thì nó mới về, chứ còn không có thường xuyên. Rồi các anh ấy có thường hay giúp chị không? Không, nói chung là
cái chuyện giúp là mình không đòi hỏi là con mình nó phải giúp, vì sao là mình còn vẫn còn sức khỏe, mình còn còn làm được, cho nên là mình không có yêu cầu con mình nó giúp cứ gì, Rồi chỉ cần là ví dụ nó hiểu thì mình nhận. rồi hôm nay chị lên sóng nè, cả thế giới đều biết chị á, có ảnh hưởng tới cuộc sống của các con chị không? À, không đâu, làm gì đâu mà phải ảnh hưởng, vì sao là cái chuyện này là mình nghĩ là chuyện chính đáng, à, mình không có làm cái gì sai trái hết, thành cho nên mình cũng không có gì phải lo ngại cái chuyện ảnh hưởng tới con cái. Chắc con chị có ủng hộ cho chị đi tìm cái mảnh ghép còn lại không? Nói chung là chuyện này là mới tôi tự quyết định trước, rồi sau này nếu mà ấy thì tôi mới thông báo cho các con tôi, chứ còn giờ trước mắt là tôi chưa, các con tôi chưa biết gì hết. Rồi sau khi cái video của chị đăng lên là các con của chị biết rồi, lúc đó nó rầy rà rồi, rồi lúc đó nó rùm rà rồi, rồi có gì không? Không có gì đâu, bởi vì nói chung là trước đây thì các con nó cũng có động viên, nó cũng có nói là bây giờ nếu mà ở một mình thì nói gì cho sớm hơn thì thế nọ, thì nếu mà có ai thương má được thì má cứ 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 đi bước nữa cũng không sao, tụi con ủng hộ vậy thôi, chứ còn thì nó chỉ đó là nói là cái lúc mà chưa có gì, nhưng mà bây giờ khi mà giờ như vậy thì mình tự quyết định trước rồi sau này mình mới nói với con. Đúng rồi, thì Cái các con cha mẹ thì nhiều khi nỗi buồn các con nó không biết, thì đôi lúc nhiều khi khi đăng lên á thì chị Hương xem chương trình nhiều mà chị biết rồi, ở trên đó thì những cái luồng comment trái chiều, cũng có người thương, có người chúc mình, có người nói này nói kia, sợ ảnh hưởng sau này là gỡ không được á. đúng rồi, bây giờ xã hội thì mình không quan tâm, vì sao mình sống là cuộc đời đó là cuộc đời của mình nếu mình quan tâm tới họ thì mình sống vì vì họ thì cuộc đời mình sẽ không ra sao. Rồi à, hôm nay là chị muốn bày tỏ bản thân thôi ha, hay là chị có ấn tượng anh nào trên những video đó chưa? Thì nói chung là tôi cũng có thích một người, nhưng mà nếu người đó chưa chọn được ai thì chương trình có thể kết nối cho tôi cũng được, còn nếu mà người đó thích thì cùng kết nối với nhau, còn nếu người đó không thích thì thôi Rồi bây giờ đó. chị muốn bày tỏ bản thân hay là chị có muốn nêu tên anh đó ra để anh biết anh dễ dàng kết nối với chị không? Cái anh đó là cách đây mấy hôm có coi là anh đó ở Ba Mươi Thuột, anh Tân á. Tân Buôn Ma Thuột cũng bằng tuổi chị ha, 63. Đúng rồi, đúng rồi, Rồi à, hôm tại nay vì chị lên là chị mạnh dạn gọi đến chương trình, chị lên trước là bày tỏ bản thân, sau là chị muốn kết nối với anh Tân đúng không? đúng rồi, Anh đó thì cũng mới lên ngày hôm qua hôm kia gì thôi, cũng chưa ai chọn. Chị là người chọn ảnh đầu đầu tiên ha. Thì cái này mình cũng không chắc ha chị Hương, tại vì mỗi người có một cái suy nghĩ và một cái quan điểm khác nhau. Cái này cũng phải còn đòi hỏi ở cái duyên của mình có hay không nữa. Chứ không phải là mình thích người ta là người ta thích mình. Có nhiều cái đúng nó rồi, cũng khó nói chị ha. Thì đúng thôi thì chị muốn chương trình kết nối cho chị với anh Tân, thì chương trình sẽ ghi nhận, sau khi cái đoạn video này phát sóng lên thì em sẽ lấy đường link gửi cho anh Tân xem và nói với ảnh là có chị Hương muốn kết nối với anh vậy vậy đó, thì anh xem xong rồi anh trả lời, thì khi anh trả lời thì tụi em sẽ thông báo. Nếu mà ảnh đồng ý thì tụi em thông báo tin vui cho chị ha, còn nếu mà ảnh không đồng ý thì em cũng báo cho chị là ảnh không đồng ý vậy thôi. Thì chị có à muốn, chị có nếu mà chị ảnh không chịu, chị có muốn mở rộng ra không để cho các anh khác có thì đến không? nói chung là tôi thích là tôi thích anh đó là vì sao, là một phần á là cái tính, có nghĩa là cùng chung một sở thích là anh thích đi du lịch mà tôi thì cũng thích đi du lịch,
Nếu thường xuyên thì cứ năm nào thì bạn bè thì cũng hay đi một vài nơi, hình như là vẫn thích đi du lịch đó, là coi như là hai đứa là cùng chung một sở thích, còn chỉ nói là để kết nối thôi, còn nếu mà ảnh đồng ý thì càng tốt, còn nếu anh không đi đồng ý thì thôi. Thì với ai cũng được, nhưng mà cứ là theo tiêu chí tôi là kinh tế ổn là được đó. Rồi thì các anh sẽ nghe mà, kinh tế ổn có nhà lo được cho chị là ok Ok thôi, chứ còn mình không cần phải giàu hay là phải như thế nào, không có. rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị Hương ha, đã dành thời gian quý báu để chị em mình trò chuyện, và cũng không quên cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình, là thứ nhất là anh Tân sẽ đồng ý kết nối với chị, còn không nữa thì các anh khác cũng sẽ có cơ hội, biết đâu cái duyên của chị hả. Rồi thì Rồi cái mình muốn thì nó như vậy, nhưng mà còn cái duyên đó được hay không là ấy. Vì tôi thích là một cái, thứ nhất là vì Gia Lai với lại Ba Mỹ Thuật là nó gần nhau đó, còn nếu không thì có thể xa hơn hay là bất cứ nơi nào cũng được, nhưng mà ưu tiên là cái gần nhau trước rồi mà. Rồi bây giờ chị có cái lời nào nhắn, có cái lời nào để gửi đến cho anh Tân để anh, khi anh xem cái video này nè, anh sẽ chủ động kết nối với chị lẹ hơn không? Thì tôi cũng muốn nói là nhắn với anh ấy một tiếng là ví dụ như anh có nhìn thấy được cái video này thì anh không cần và anh phải là đồng ý như thế nào, nhưng mà cho nhau một cơ hội để có thể tiếp xúc, có thể nói chuyện qua để coi như là biết hiểu nhau hơn thì được thì càng tốt, nếu không được thì thôi, không có cái gì là để phân vân hết. Đúng rồi, nếu không được thì xem như những người bạn vậy thôi, Đúng rồi. mình quen biết trên đời này thì cũng tốt mà. Rồi bây giờ chị chào quý vị khán giả để chị em mình kết thúc chương trình ha. Tôi chào chào anh chú Minh Hoàng nghe, và chào quý vị khán giả. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chào chị ha. Chào chào chú nha.